đã chuẩn bị được 350 phần quà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chia ra làm 3 công đoạn để mình làm cho nó nhanh nè. Hai bạn đầu tiên là sẽ bỏ một lớp sữa vô, bỏ nằm ngang nha. Rồi sau đó tới hai bạn tiếp theo là sẽ bỏ một bánh vô. Có tới cuối cùng là sẽ bỏ 50 kẹo vô, rồi xong rồi đưa đây qua đây cho em kiểm tra xong rồi em đóng thùng lại là xong. Em ơi, thì hôm nay là em đang làm quà trung thu, em thấy như thế nào? Em thấy ở đây là một cái chương trình ý nghĩa. Em dịp tới đây thì để đi dành cho tặng cho mấy bạn trẻ và mấy người hoàn cảnh khó khăn ở đây. Thì hiện tại mình với mấy anh em vừa xếp quà cho mấy em nhỏ xong thì hiện tại mình đang rất là vui, mặc dù mệt nhưng mà hiện tại chào tất cả quý anh em. Hôm nay bên hệ thống vũ trí chuẩn bị tinh thần đóng góp cho những người rất là quan trọng một năm chỉ có một lần, đó chính là những em thiếu nhi, để chào đón một ngày trung thu của một năm mới, mỗi một năm duy nhất chỉ có một lần. Ở đây là bên hệ thống vũ trí đã chuẩn bị được 350 phần quà cho các em thiếu nhi đi về hướng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và những cái phần quà đã chuẩn bị nơi đây, đây là phần quà cho các em, mỗi em sẽ được một bịch, một túi như thế này. Em mà đã gắn bó với thầy từ nãy giờ là sắp xếp cho những phần quà để chuẩn bị sắp tới đúng ngày trung thu. Và đặc biệt hơn nữa là cái bên đó sẽ có một cái chương trình cắt tóc miễn phí, thì đội ngũ anh em đi về dưới đó cũng rất là nhiều, cũng rất là đông, chắc khoảng cỡ 3-40 em. Thì một ngày bên đội ngũ vũ trí sẽ cắt được từ 300 đến 400 người. Rồi xin chúc tất cả quý anh chị em và đặc biệt là các em thiếu nhi, những ai đã có cái miếng vé trên tay, những miếng thẻ trên tay là chuẩn bị sẽ được nhận một phần quà ý nghĩa này cho ngày trung thu một năm mới. Bye bye.